Chiều nay ngày 31 tháng 1, huyện Mỹ Tú tổ chức họp mặt nguyên lãnh đạo huyện nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Mai Hồng Thái, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Thành Hiệp, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Thống, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Trần Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm, nguyên Phó Bí thư huyện ủy Mỹ Tú. Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi họp mặt, đại biểu đã theo dõi phóng sự kết quả nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện Mỹ Tú năm 2023. Đây là năm giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần chủ động, đồng thuận, sáng tạo, huyện ủy đã bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện tốt những chỉ tiêu đã đề ra. Trong không khí đầm ấm thân mật, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành để thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa huyện nhà phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Cẩm Đào biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Tú đã đạt được trong thời gian qua, đề nghị huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế để xây dựng quê hương Mỹ Tú ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này có 3 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trước đó, trong buổi sáng, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh và thành phố Sóc Trăng. Thăm chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội và những kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng chí ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong công tác tuyên truyền vận động Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như tích cực thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tín đồ Phật giáo mạnh khỏe, đón xuân mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tiếp đó, ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc Tết Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh. Đồng chí đã thông tin về một số thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc tín đồ đạo Cao Đài vào sự phát triển chung của tỉnh và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị giáo hữu chức sắc tín đồ họ đạo Cao Đài Tây Ninh toàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Trở lại với các hoạt động thăm chúc Tết. Thưa quý vị, hôm nay ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nhân dân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên đoàn chúc Tết của tỉnh ủy đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Thành Trị. Đoàn đã lần lượt đến thăm ông Nguyễn Hồng Ân, nguyên Trưởng ban Nhân dân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Thạch Kim Siên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phan Thanh Mừng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tuấn, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các nguyên tỉnh ủy viên cùng 10 gia đình chính sách. Tại các nơi đến, ông Dương Sà Kha cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí và các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ mong muốn được các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến quý báu để công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn. Bày tỏ sự trân trọng tri ân sâu sắc trước những hy sinh đóng góp của các gia đình chính sách người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, dẫn đầu con cháu trong gia đình, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúc các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí tỉnh cùng gia đình, các gia đình chính sách năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.
Vừa qua, đoàn cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Sắc, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết cán bộ hưu trí gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Đoàn đã đến thăm chúc Tết tặng quà các cán bộ hưu trí, nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, gồm ông Quách Văn Nam, Trần Ngọc Ẩn, ông Phan Thanh Ngàn, ông Châu Nam Quèn, ông Lê Trọng Sơn, ông Võ Văn Vinh, ông Triệu Công Tính và gia đình ông Hồ Văn Nam. Tại các điểm đến, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Sắc thông tin tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong năm qua và gửi lời chúc cán bộ hưu trí và gia đình đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Trước sự quan tâm của các cấp các ngành cùng chính quyền địa phương, các cán bộ hưu trí bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục cùng các cấp xây dựng đời sống gia đình lành mạnh, giáo dục con cháu, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.